Ngày 9 tháng 8 năm 2019 thì do sân bay Phú Quốc đóng cửa tới 16 giờ vì lý do là thời tiết xấu. Các chuyến bay là VJ459 và VJ461 chặng Hà Nội Phú Quốc sẽ khởi hành vào lúc là 7 giờ 5 và 8 giờ 45, phải chuyển hướng hạ cánh tại thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt là vào lúc 10 giờ 05 và 11 giờ 20. Các chuyến bay tiếp tục hành trình vào lúc 13 giờ 30. Còn đối với chuyến bay VJ458 và VJ460 thuộc chặng Phú Quốc Hà Nội có giờ khởi hành dự kiến là 9 giờ 40 và 19 giờ 30, được đổi sang giờ khởi hành mới là 14 giờ 55 và 22 giờ 25. Chuyến bay mang số hiệu VJ976, VJ977 chặng Phú Quốc Hồng Kông Trung Quốc, Phú Quốc có giờ khởi hành dự kiến là 11 giờ 55 và 16 giờ 45, được đổi sang giờ khởi hành mới là 15 giờ 10 phút và 19 giờ 45. Các chuyến bay khác với số hiệu là VJ339 hoặc là VJ338, VJ323, VJ322 chặng từ thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chuyến bay VJ453, VJ452 thuộc chặng Hà Nội, Phú Quốc, Hà Nội đã ngừng khai thác. Hành khách trên chuyến bay này đã được hỗ trợ theo quy định riêng của hãng. Và Vietjet đã thông tin cho khách hàng tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại cũng như là tin nhắn SMS. Vietjet lưu ý hành khách thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay tại website là vietjetair.com. Và bên cạnh đó thì trong một tình trạng chuyến bay, tại đây thì hành khách có thể dùng code vé để kiểm tra những cái thông tin đầy đủ và chính xác về chặng bay của mình, cũng như là những vấn đề giờ bay để chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại. Và việc sân bay đóng cửa do thời tiết xấu thì đã gây ảnh hưởng tới lịch bay và phát sinh chi phí lớn cho hãng hàng không. Nhưng mà việc là an toàn cho hành khách luôn được đặt lên hàng đầu. Và Vietjet vẫn luôn mong là hành khách sẽ luôn thông cảm cho những cái tình trạng này để có thể có được những chuyến bay an toàn hơn. Vâng, đôi khi vì yếu tố thời tiết chúng ta sẽ phải gặp những cái trục trặc, những cái delay như thế, thậm chí là một vài chuyến bay còn bị hủy nữa đúng không? Cho nên là sau khi nghe thông tin vừa rồi thì quý vị nào của chúng ta thấy được những cái lịch trình bay của mình có trong nội dung mà Phương Anh đã đọc thì chúng ta cũng nên lưu ý, chúng ta có thể đặt một cái hãng khác hoặc là có thể xin dời lại sang ngày hôm sau để đảm bảo cho cái chuyến hành trình của chúng ta được đáp ứng, vì dù gì cũng đã hoãn rồi. Nếu như trong cái thời điểm này quý vị có sốt sắng, quý vị có phải nóng tính thì chắc chắn là hãng hàng không cũng không thể nào giải quyết được, vì đây là yếu tố thời tiết. Và cũng đã đưa ra một cái số giải pháp chẳng hạn như là giờ bay nè, hoãn tiền cái chuyến bay và thậm chí là hoàn tiền cho hành khách nữa. Quý vị nào mà bị delay nè hoặc là bị hủy chuyến thì chúng ta có thể liên hệ với tổng đài của những hãng hàng không để chúng ta lấy lại được cái phần bồi thường mà hãng hàng không chi trả cho tất cả quý vị.